có thấy buồn lem hoang dại thâu đêm. Nhưng sao từ xa khi ta thấy là có những lời oán trách mình. Ai cầm đôi bàn tay kéo về nơi đàn mây giấc mơ tan vội nhanh đêm dài xa muôn trùng ôm anh sương lạnh lùng ngang về những ngưỡng hiền đắm trong những kim tiền nỗi hận mình chợt cay chôn buồn đêm cùng quay đã thôi không còn ai hư hao tâm thân này nghe từng cơn hao gầy cũng cho xa dần mong đêm tôi thật gần ai cầm đôi bàn tay kéo về nơi đàn mây ôm anh sương lạnh lùng ngang về những ngưỡng phiền đắm trong những kim tiền thôi hạt mình chật cay chôn buồn đêm cùng quay đã thôi không còn ai buồn sung xuống không thôi người của mày sẽ chết buồn sung xuống về vụ án hả con bé mà tao giết thì cũng quên rồi tôi đáng chết tôi đáng chết mày không có hỏi là con người. Đó là một con điếm. Gặp miệng đi. Họ chết rồi. Đừng xúc phạm họ. Mà không thích gì hả? Mà không thích gì đó. Tao sẽ nói với mày chuyện. Tao theo dõi mình lâu lắm rồi. Mày phá án dễ lắm. Mày càng giỏi viết tao càng yên. Mày tưởng mày là người giỏi nhất. Một ngày nào đó tao sẽ vượt qua mày. Hay do con người yêu chết tiệt của mày biết được bí mật của tao. Mày còn nhớ gì không? Tiên Phúc nhìn tao, nhìn thẳng vào tao nè. Tiên Phúc. Mày còn nhớ không? Mày còn nhớ không? Lúc mình học ở trường, ngoài chuyện ganh đua điểm số còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa không? Lúc đó mày hát hay lắm. Mày hát hay lắm. Những cô gái trong trường đều tặng hoa cho mày khi mày hát. Còn nhớ không? Mày hát bài gì? Những chiếc giỏ xe chờ đầy hoa xe. Em chờ buồn cuộc cơ đi đâu? Trừng chuồng đi em cầm là tôi 18 thời chẳng ai hay thầm lặng môi tình đâu. Mày phải nhớ những điều đó. Mày phải nhớ. Và bây giờ mày phải quên. Quên hết tất cả những ký ức của mày. Những ký ức của mày bây giờ là của tao. Mày phải làm theo lời tao. Mày phải làm theo lời tao. Mày phải làm theo lời tao giờ. Vì mày là tao. Thì tao là mày. Hãy làm như tao. Cầm súng của mày. Giơ tay lên. Cầm súng của mày. Hãy làm như tao. Cầm súng của mày. Từ từ tiến tới. Từ từ tiến tới. Trước mặt mày là kẻ thù. Nó là kẻ thù của mày. Nó là kẻ thù của mày. Nhắm thẳng vào nó. Nhắm thẳng vào nó. Giết nó đi. Bắn nó đi Phúc. Bắn đi. Anh Phúc. Tôi là Thiên Phúc. Tôi là Thiên Phúc. Tôi là Thiên Phúc. Bắn đi.
nó là kẻ thù của mày. Bắn! Tao thắng mày rồi. Tao thắng mày rồi. Tao đã được một lần thắng mày. Tao thắng mày rồi. Mày đã giết người yêu của mày rồi. Cầm súng của mày, giơ lên. Mày là kẻ sát nhân, chĩa thẳng vào đầu của mày. Chĩa thẳng vào đầu của mày. Nói, nói theo lời tao nói. Trời ơi, tôi giết người yêu tôi rồi. Trời ơi, tôi giết người yêu tôi rồi. Tôi phải chết. Tôi phải chết. Tôi phải chết. Tôi phải chết. Thẳng đi. Băng! 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 Cây súng đó chỉ có một viên đạn, và nó cũng chỉ là một viên đạn mà tự. Không không, nó chết rồi mà. Nó chết rồi mà. Tao thôi miên mày được rồi mà. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mày vẫn chỉ là một thằng thú côn. Không, không, không thể nào. Tao thấy rõ ràng Nguyễn Ninh chết mà. Mày đang bị thôi miên mà. Mày quên Nguyễn Ninh lại rồi hả? Nguyễn Ninh cũng là bác sĩ tâm lý. Chính Nguyễn Ninh đã giúp tao thoát khỏi sự điều khiển của mày. Mày thua rồi. Tụi mày lừa tao. Tụi mày dám gạt tao. Tụi mày thắng tao nữa. Tụi mày gạt tao. Tụi mày. Quỳnh Nhã. Đừng đưa tôi vô phòng. Người tôi bị đốt chết. Người tôi bị đốt chết. Ta là Hải Thanh. Mẹ tôi bị lao phổi. Ba ơi, đừng đánh con nữa. Ba ơi, đừng đánh con nữa. Nhã. Nhã. Nhã, bình tĩnh đi. Nhã, lấy thuốc cho anh uống đi. Nhã, Nhã, bình tĩnh đi. Tôi thúc đây. Tao thua mày rồi. Mày vẫn là người giỏi nhất. Nhã. Mày cũng là một người giỏi mà.
Trong chuyện này tao mới là người thua mày. Tao vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi mày. Mày thắng mà. Mày có quyền hỏi. Mày đã dùng thuật thôi miên để điều khiển Hải Thanh đi giết cô gái tại khách sạn. Sau đó mày đã giả dạng Hải Thanh để tạo chứng cứ ngoại phạm. Và còn nạn nhân thứ hai, các trinh sát đã theo dõi 24/24. Ngay cả khi vụ án mạng đã xảy ra, Hải Thanh lúc đó vẫn đang ở nhà. Làm sao có thể gây án được? Những trinh sát non nớt như mày với tụi bay ở đây sao biết được mọi chuyện tao làm? Thiên Phúc, giải hắn đi. Rõ. Bye.
Quỳnh Ninh à, em sao rồi? Bác sĩ nói em sao? Em có bị nặng không? Em không sao, em chỉ bị sợ một chút thôi à. Mà sao lâu quá vậy? Anh xin lỗi. Anh mà còn nói xin lỗi nữa là em đi về luôn á. Thôi anh không nói nữa. Em ngồi xuống đi. À, đau quá. Em gọi đi. Dạ. Cũng tại vì anh mà em mới bị như vậy đó. Nè, em uống nước đi. Em sao rồi? Đã hết sợ chưa? Anh làm em giống như là em chết đi sống lại vậy á. Thì chết đi sống lại chứ còn gì nữa. Xem chút nữa là em chết với tay Quỳnh Nhã rồi. Chứ không phải anh là người bắn em hả? Thì anh xin lỗi rồi mà. Lúc đó là anh định bắn hụt, nhưng mà anh sợ Quỳnh Nhã không tin anh nên phải bắn trúng em. Công nhận mình phối hợp tốt thiệt. Trời ơi, đau muốn chết luôn á. Em còn tưởng là em sắp chết thiệt luôn á. Làm sao mà em có thể chết được? Anh mới là người chết đây nè. Chết? Tại sao chết? Vì nhiều thứ. Anh chết bởi vì... vì đôi mắt long lanh nè. Vì nụ cười dễ thương nè. Vì cái miệng chúm chúm. Thôi. Gì? Người ta nhìn kìa, kỳ quá à. Cứ mặc kệ họ. Em, mọi chuyện đã qua hết rồi. Còn bây giờ em đi với anh nha. Đi đâu? Hôm nay sinh nhật của mẹ anh. Chắc em không đi đâu. Ủa sao vậy? Tại sao em lại không đi? Thì bây giờ nếu em mà tới á, mẹ anh hiểu lầm thì sao? Ủa, hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Anh này còn giả bộ nữa. Giả bộ gì nữa? Bây giờ tụi mình là một cặp rồi mà. Một cặp là gì? Thì gì? Em nói thiệt hả? Thôi em đi với anh đi nha. Vậy bây giờ em đi sinh nhật của mẹ anh thì anh giới thiệu em là gì cho mẹ anh? Thì có sao nói vậy thôi. Có sao nói vậy là sao? Thì tôi nói rồi biết mà. Em, bây giờ anh chở em về nhà thay đồ. Nhưng mà thay đồ rồi đi đâu? Thì đi sinh nhật mẹ anh. Nhưng mà đi sinh nhật mẹ anh làm gì? Thôi mà, khổ quá. Em nói giỡn á. Anh, mẹ của anh thích cái gì? Anh nói cho em biết đi, để em mua quà cho mẹ anh. Khỏi cần, anh có quà cho mẹ rồi. Thôi, không có được. Quà của anh đó là quà của anh, còn em cũng phải có quà của em chứ. Tất cả những món quà của em á đều là vô nghĩa trừ món quà của anh ra, cho nên là em khỏi cần đi mua quà.
Hết rồi. Ba. Khoan thêm ly nữa nha. Thêm một ly nữa hả? Dạ. Con hỏi mẹ đi. Thôi, ăn như đó đủ rồi. Ăn nhiều quá là mập lắm luôn á. Mập thì kệ mập, lâu lắm mới được ba cho đi ăn kem. Con ăn thêm một ly nữa thôi nha. Dạ. Em ơi. Dạ. Cho ly kem nữa đi. Dạ có ly. Ba, ba cho con ra chơi xích đu chút nha. Chơi xích đu cẩn thận, có chừng té nha con. Dạ. Đi đi. Bé Nhiễm màu lớn thiệt. Mới oe oe đây mà bây giờ đã lên lớp 3 rồi. Phải chị bé Nhiễm có thêm đứa em thì vui biết mấy. Nói vậy là anh, anh muốn đứa nữa hả? Em không muốn hả? Thì em cũng muốn vậy. Nhưng mà công việc dạo này bận rộn quá, em biết phải làm sao bây giờ. Em đừng có buồn nữa. Anh nói giỡn thôi. Chuyện con cái em cứ quyết định, anh ủng hộ hết mình. Anh thấy không, có một đứa con như bé Nhiễm, vừa ngoan vừa giỏi lại thông minh, vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Anh, kem của con ra rồi kìa. Anh kêu con đi. Bé Nhiễm ơi. Dạ. Có kem rồi con. Lại đây ăn nè con. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Hôm nay ba chiều con nè, gái quá nha. Con ăn đi. Dạ. Đẹp không? Dạ đẹp. Ly kem này ngon quá à. Nè, để mẹ đút cho con nha. Hey!
Xin lỗi chị, đã để chị đợi lâu, vừa hồ sơ tìm khó quá. Không sao đâu anh. Đúng như lời chị nói, thì ông Trần Thành đã bỏ đi khỏi địa phương cách nay 20 năm. Bà vợ ông ta nói là không biết ông ta đã đi đâu, và ông ta cũng không có liên lạc với gia đình. Có vẻ bà vợ nói hơi khó tin đó. Em cũng nghĩ là bà ta nói không đúng sự thật, nhưng biết làm sao bây giờ, người ta khai như thế nào thì em chỉ biết như vậy. Với lại ông ta cũng không phải là đối tượng có nhiều nghi vấn. Ừ. Chồng bỏ trốn mà bà ta vẫn sống với mẹ chồng. À, chị nói mới nhớ, bà ta có mở một tiệm tạp hóa, hiện tại đang sống chung với mẹ chồng và hai cô con gái. Trước khi mà ông ta bỏ đi á, thì hai người có chung một người con gái, hiện tại đã được 20 tuổi. Và bây giờ bà ta có thêm một cô con gái 13 tuổi. À, cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu chị. Chào em. Em chào anh. Anh rất bất ngờ khi em gọi điện mời uống cà phê. Ngay khi nhận điện thoại của em, anh đã báo cho Thiên Phúc biết, tại vì anh không muốn giữa em và Thiên Phúc xảy ra hiểu lầm không đáng có. Dạ, em biết mà. Nhưng mà anh biết rồi, anh có nói gì không anh? Thật ra thì Phúc yêu em nhiều lắm. Anh có biết về chuyện anh sắp tham gia một ban chuyên án về ma túy không? Anh biết. Em không muốn anh tham gia ban chuyên án đó. Tại sao? Em không muốn ảnh gặp nguy hiểm. Có vài lần anh đã hỏi Phúc nhưng mà cậu ta không trả lời. Đó là một chuyện án rất là lớn và cực kỳ bí mật. Ngay cả anh ở trong cơ quan mà cũng không biết gì. Vậy anh có cách nào giúp tụi em không anh? Anh nghĩ là hơi khó. Thiên Phúc là một người rất là bướng bỉnh. Khi cậu ta quyết định làm gì thì chỉ có trời sập mới ngăn lại được. Còn em thì anh cũng chưa hiểu nhiều lắm, nhưng chắc cũng vậy ha. Anh hỏi câu này được không? Dạ, anh hỏi đi anh. Em có yêu Phúc không? Có chứ. Em yêu anh nhiều lắm. Vậy cho anh hỏi thế này, cái mức độ nó ra sao? Em đang nghĩ đến chuyện sẽ làm đám cưới cùng với anh. Vậy là anh nghĩ có cách rồi. Cách gì anh? Khi hai người đang yêu nhau thì kiểu gì người ta cũng đến được với nhau. Cho dù là có mâu thuẫn hay là có chuyện gì khác đi chăng nữa thì người ta cũng đến được với nhau. Nhưng luôn luôn có một chết ngang. Thua, hãy yêu nhau đi em. Yêu nhau hết mình, cho tới khi sự sống và cái chết nó ngăn cách chúng ta. Em đi nước cam đi chị. Con vô dọn phụ mẹ đi. Dạ. Đang làm bài hả con? Ráng học giỏi nha.
mẹ dọn hàng. Em tự làm bài đi nha. Khi nào rảnh chị chỉ cho. Mẹ ơi, chị Hai không chỉ bài với con kìa. Ờ. Đâu, bài nào để chị Hai chỉ cho. Này hả? Ờ. Ừ. Chú ơi, bây giờ chú chơi bóng với con nha chú. Ừ, nhưng mà lúc nào dọn nhà xong thì chú chơi bóng với con nha. Chú chơi với con một trận, đâu có muộn đâu. Chú có nguyên cả ngày để dọn nhà mà. Thằng nhóc con này nói chuyện như ông cụ non. Ra sân. Dạ. Nè, con đá đi, chú chụp cho. Đây. Ừ. Oh, giỏi lắm. Đây, đá qua tiếp luôn. Oh. Yeah. Lại đây, con đợi chú đóng cửa lại đã, để banh nó văng ra ngoài. Dạ. Rồi tiếp tục đá đi, đá. Yeah, thắng rồi. Đá mạnh lên nha. Con biết làm không đó? Dạ biết. Vậy con phụ chú mang mấy cuốn sách lên trên cát nha. Dạ. Đây. Dạ. Cô Bi ơi, về ăn cơm đi con. Chị. Dạ. Dọn dẹp nhà cửa như vậy á, sao em không kêu bạn gái qua dọn phụ cho? Dạ, bạn gái em nó được mẹ chiều nên nó không biết làm mấy công việc này đâu chị. Nếu mà như vậy á, sau này lấy về rồi con bộ mệt lắm á nha. Dạ, lỡ yêu rồi biết sao giờ chị. Đây, mệt chưa? Dạ chưa. 10 vòng nữa nha. Dạ. Em á, mới dọn qua như vậy chưa có nấu nướng gì đâu phải không? Thôi lát qua chị ăn cơm luôn nha. Dạ thôi chị. Như vậy á thì phiền chị lắm. Có sao đâu, nếu mà phiền á chị đâu có rủ em qua. Dạ, vậy em cảm ơn. Cô Bi, về ăn cơm đi con. Dạ. Nhanh lên. Mang dép vô con. Bye bye chú nha. Bye bye con, cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Nhớ quà nha. Dạ. Đất phương Nam trời xanh mây trắng, lúa trổ bông vàng khắp cánh đồng. Sông cũ còn, người xưa còn đó, nhắn ai về miền đất phương Nam. Chị. Thằng cụ Bi nó ngủ rồi, chị có cần phụ gì không? Em có làm được không đó? Dạ được. Vậy em gọt bầu giùm chị nha. Dạ. Đây. Ở nhà em á là em cũng hay làm mấy việc này lắm. Vậy hả? Hai cô gái này đều là con của Trần Thành, nghĩa là sau khi bỏ trốn vẫn quay lại quan hệ lén lút với chính vợ của mình.
Trần Thành đã bỏ đi, nhưng vẫn qua lại lén lút với vợ mình. Một mắt xích quan trọng, mình không thể nào bỏ qua được. Chú Dũng hèn quá à, mẹ. Ừ, nhưng ba dặn là không được chơi với người lạ đó. Nhưng chú Dũng đâu phải là người lạ, con quen chú rồi mà. Ừ. Mẹ, hãy cho con qua nhà chú Dũng chơi nha mẹ. Chơi gì con? Sao con không chơi với mẹ nè? Yeah. Mẹ, mẹ chơi domino với con nha mẹ. Ừ. Nhưng mà thôi đi, hay là con qua chơi với chú Dũng đi. Tự nhiên bây giờ mẹ thấy mệt quá. Dạ, bây giờ con qua chơi với chú Dũng nha mẹ. Ừ. Chào cô Bi. Dạ con chào chú. Chú chơi domino với con nha chú. Mời vào. Dạ. À Trung, ngồi đi. Ừ. Ông muốn gì? Em ơi. Dạ. Vừa phá án mà mặt như đưa đám vậy. Ông biết rồi mà còn hỏi nữa hả? Ủa, ông gặp Nguyễn Ninh sao rồi? Dạ anh uống gì ạ? Cảm ơn em, cho anh giống bạn anh. Dạ. À, kết quả là giọng đánh giá. Tôi chỉ là người trường tin thôi. Tôi nghĩ ông nói cũng đúng đó. Đúng chuyện gì? Thì yêu nhau trước sau gì cũng sẽ tới được chứ nhau. Hả? Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề quan trọng là tôi phải làm cái gì bây giờ? Theo tôi, hay là ông cứ để cho Quỳ Ninh một thời gian suy nghĩ xem sao. À, hãy đủ đi chơi đi. Đi đâu? Thì xem phim, nghe nhạc, xem kịch, cà phê cà pháo gì đó. Như vậy thì dễ quá, nhưng mà lỡ người ta từ chối tôi thì sao? Ông chỉ giỏi cho phá án, về tâm lý phụ nữ thì ông chán phèo. Chứ giờ tôi làm gì? Bây giờ nha. Có thể họ từ chối một hai lần đầu, nhưng lần thứ ba, thứ tư, thứ mười chắc gì họ đã từ chối, đúng không? Lần thứ mười luôn hả? Nhây vậy luôn? Cái chuyện tình cảm thỉnh thoảng thì mình phải nhây, phải nhây thì mới được, đúng không? Phải nhây mới gây được ấn tượng. Cứ vội trôi nhanh theo gió trời, có lúc anh vô tình quên tình yêu. Từ ánh mắt ngày nào con tim đắm đuối, rồi ta đã bên nhau nằm sau lòng đây. Anh vô đi. Ủa, em có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì hết.
Ủa lần sau anh không hiểu. Anh là đồ vô tâm. Cái gì vậy Quỳ Ninh? Có chuyện gì thì em cứ nói đi. Tụi mình vừa trải qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn, giờ tự nhiên em đang lại danh vậy là sao? Anh có nhớ là cái lần anh đánh nhau với tụi giang hồ, xong anh qua bên căn hộ của em không? Nhưng mà chuyện đó có liên quan gì? Anh có biết là lần đó em lo lắng cho anh như thế nào không? Anh có biết là mỗi lần mà anh công việc của anh nguy hiểm là em lo lắng cho anh như thế nào không hả? Anh biết. Nhưng mà tại sao em không chịu nói cho anh nghe? Chuyện đó em đâu cần phải nói, anh phải tự hiểu chứ. Coi như bây giờ anh xin lỗi em được chưa? Thôi mà, cho anh xin lỗi đi mà. Mình tạm thời không gặp nhau một thời gian đi. Cái gì vậy em? Không gặp nhau? Em muốn anh điên lên hả? Vậy còn em thì sao? Những cái lần mà anh đi công việc nguy hiểm như vậy, những cái lần mà anh đi đánh nhau như vậy, anh có nghĩ cho em không? Anh có biết là em lo cho anh, em sợ anh bị cái này, em sợ anh bị cái kia không? Anh có suy nghĩ cho em, có bao giờ anh đặt vị trí của em vô anh không hả? Em không muốn bây giờ có anh, rồi mai mốt em trở thành một bà quá phụ khi mà em bước qua tuổi 30. Anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa. Vậy em có yêu anh không? Hả? Em có yêu anh không? Nếu như bây giờ em nói là em không yêu anh sẽ bước ra khỏi nhà em, vĩnh viễn không bao giờ gặp em nữa. Hai chuyện đó không có liên quan tới nhau. Tại sao không liên quan chứ? Nếu như em yêu anh thì em làm ơn đi, em cứ để cho anh sống là chính mình. Anh đừng bắt anh lựa chọn cái gì hết á, anh không thể. Em cũng phải ích kỷ, nhưng mà em không muốn anh bị tổn thương, không muốn anh bị cái gì hết trơn á. Em yêu anh mà, em cũng muốn bây giờ hả? Hai đứa mình ở với nhau là ở tới già, em đâu có muốn anh chết đâu. Xin gửi đến người rằng hai ta cách xa nhau bao nhiêu lâu, ngày tháng cứ vội trôi nhanh theo gió trời, có lúc anh vô tình quên tình yêu. Từ anh mất ngày nào con tim đắm đuối, rồi ta đã bên nhau làm sao lắm đây, đến khi cơn mưa vội ngang cách xa hai ta ngỡ ngàng, tình yêu đổ vỡ dù quên cơn mưa.